Mục đích của các mẹ khi mà đi tìm hiểu về sữa non cho con đó là mong muốn con giảm được cái tình trạng ốm vặt này, không phải tốn tiền đi mua thuốc và cũng không phải lo con đi bệnh viện nữa, phải không ạ? Vậy thì video ngày hôm nay sẽ là dành cho các mẹ. Xin chào tất cả các mẹ đã quay trở lại với kênh Vlog Sữa Bột Tốt. Sữa non thì luôn là một chủ đề vô cùng hot và được các bà mẹ đặc biệt quan tâm nhất hiện nay. Trước đây thì chúng ta thấy là có sữa tăng cân này, tăng trưởng chiều cao đó, nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi, bởi vì cái điều kiện cần đấy ạ, để mà giúp cho trẻ có thể tăng cân và tăng trưởng chiều cao được, đó chính là con phải có được một cái sức khỏe tốt đã. Con phải ăn ngon, ngủ ngon thì qua đó mới giúp cho trẻ tăng trưởng và phát triển theo đúng chuẩn, phải không ạ? Và như các mẹ cũng đã biết thì trong sữa non ấy nó rất là giàu các cái kháng thể như là IgG này, IgA này, IgD, IgE, IgM. Đó, và nó có cái vai trò là tăng cường sức đề kháng. Chính vì vậy mà nó được xem như là một cái loại vaccine tự nhiên, không có tác dụng phụ, nên rất là an toàn và lành tính cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Và trong sữa non thì nó cũng rất là giàu protein, các axit béo chuỗi dài không bão hòa, rồi là cái hàm lượng vitamin và khoáng chất khác ấy, nó vô cùng quan trọng cho cái sự phát triển của trẻ trong cái giai đoạn đầu đời. Chính vì vậy mà các chuyên gia hay là các bác sĩ cũng luôn khuyến khích các mẹ là chúng ta nên cho bé bú trực tiếp sữa non của mẹ ngay sau khi mới sinh. Đó, tuy nhiên thì chúng ta thấy là sữa non của mẹ thì nó thường là không có nhiều và không phải bé nào sinh ra cũng được bú trực tiếp sữa non của mẹ. Đó thì đây là một cái điều rất là thiệt thòi. Do đó thì một giải pháp cần thiết ngay lúc này là chúng ta nên bổ sung sữa non bên ngoài cho con. Và hôm nay thì Sữa Bột Tốt sẽ giúp các mẹ đi tìm hiểu về top 3 dòng sữa non được các mẹ cho con sử dụng nhiều nhất hiện nay và cũng như là cho những cái phản hồi rất là tốt. Vậy thì đó là 3 dòng sữa non nào? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy đi vào chi tiết các mẹ nhé. Đầu tiên phải kể đến đó chính là sữa non ni đông của Hàn Quốc. Đây ạ. Đó. Các mẹ nghe cái tên có thấy nó quen thuộc không ạ? Rất là nổi tiếng rồi. Do đó mỗi khi mà chúng ta nhắc đến hai từ sữa non là các mẹ đã liên tưởng ngay đến cái thương hiệu ni đông này rồi. Bởi vì đây là một cái dòng sản phẩm sữa non ấy, có thể nói là có mặt đầu tiên nên nó mang rất là nhiều những cái đặc điểm tuyệt vời. Thứ nhất đó chính là về cái xuất xứ của sản phẩm. Thì sữa non ni đông được sản xuất bởi tập đoàn Y Đông. Thì đây nó chính là cái tiền thân của tập đoàn dược đấy ạ. Và đã có 70 năm kinh nghiệm đi đầu các cái công nghệ về sữa non này, cũng như là các cái chế phẩm từ sữa non vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Do đó thì về chất lượng ấy, các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Thứ hai là về cái thiết kế của sản phẩm. Thì như các mẹ thấy là với mỗi một hộp sữa non Y Đông như thế này thì nó sẽ bao gồm có 90 gói nhỏ ở bên trong, nên rất là thuận tiện và dễ dàng sử dụng. Và cách bảo quản thì cũng rất là đơn giản và dễ dàng. Cái thứ ba đó chính là về giá thành của sản phẩm thì lại cực kỳ phù hợp đối với túi tiền của người tiêu dùng. Và cái điều đặc biệt quan trọng hơn cả đó chính là về cái công dụng của sản phẩm ấy, thì chúng ta sẽ không phải bàn cãi nhiều nữa. Sữa non Y Đông thì sẽ tập trung mạnh vào 5 yếu tố để tạo lên đề kháng. Đầu tiên đó chính là tăng cường yếu tố miễn dịch trong sữa non với cái hàm lượng protein sữa non đậm đặc là 25%. Đây các mẹ nhé. Tiếp theo đó chính là cái kháng thể SIGA này cùng với lại lactoferrin có trong sữa mẹ đấy ạ. Thì nó cũng đều có trong cái sản phẩm sữa non Y Đông này. Và cái kháng thể này cùng với lại IgG lên đến 25mg trên một gói. Thì đây là một cái hàm lượng rất là cao đấy ạ. Nên là cái hiệu quả để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ lại càng tốt. Và nhà sản xuất thì cũng có khuyến khích các mẹ là chúng ta nên bổ sung sữa non cho con ít nhất là hết năm đầu đời hoặc ngay sau khi trẻ hết bú mẹ để hạn chế được cái tình trạng ốm vặt hay thường gặp ở trẻ. Tiếp theo là cái sản phẩm Y Đông mẫu mới này còn được bổ sung gấp 3 lần hàm lượng DHA các mẹ nhé, để giúp cho trẻ thông minh sáng trí này. Và ngoài ra thì còn được bổ sung kết hợp hai loại chất xơ, đó chính là chất xơ từ thực vật và chất xơ từ động vật. Thì đây nó đều là cái thức ăn đấy ạ, để nuôi dưỡng lợi khuẩn, để từ đó sẽ giúp cho cái đường ruột của trẻ được hoạt động một cách trơn tru nhịp nhàng hơn này. Nó hỗ trợ cho trẻ có được một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh và cũng như là phòng ngừa được cái tình trạng táo bón. Thêm một điểm mới trong cái sản phẩm sữa non Y Đông mà không phải sản phẩm nào cũng có được, đó chính là CBP. Đây thì đây nó chính là một cái hoạt chất tăng trưởng được cô lập từ sữa non để giúp cho cái hệ xương của trẻ nó được phát triển vững vàng. Và khi hệ xương phát triển ấy, thì nó cũng sẽ có chỗ để cho cái hệ cơ nó được bám vào. Và hệ cơ có phát triển thì đồng nghĩa với việc là cái cân nặng của trẻ nó sẽ được tăng lên. Đó, ngoài ra thì cái dưỡng chất như là kẽm này hay là vitamin B, vitamin D là những cái dinh dưỡng đấy để giúp cho cái hệ miễn dịch hoạt động một cách hiệu quả hơn. Sữa non Y Đông thì có thể nói là một cái sản phẩm vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc và đã được các mẹ biết đến này và cho con sử dụng rất là nhiều. Và sau một thời gian sử dụng đấy ạ thì các mẹ đều có những cái phản hồi rất là tích cực
đó chính là thấy con hạn chế được cái tình trạng ốm vặt, không còn thấy con bị ho, sốt hay là sổ mũi khi mà thay đổi thời tiết gió mùa nữa, mà thay vào đó lại thấy con tăng trưởng và phát triển rất là khỏe mạnh. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng, đúng không ạ? Về cái quy cách đóng gói đấy ạ, thì với mỗi một hộp sữa non ni đông như thế này thì sẽ bao gồm có 90 gói. Như vậy thì một gói sẽ tương ứng với lại 1 gram, đúng không ạ? Và cái cách pha thì cũng rất là linh động. Các mẹ có thể là pha riêng này, hoặc là chúng ta kết hợp pha chung cùng với lại sữa công thức. Và hiện nay trên thị trường thì sữa non ni đông sẽ được chia ra làm hai số các mẹ nhé. Sữa non ni đông số 1 này sẽ là dành cho bé từ 0 cho đến 12 tháng. Và sữa non ni đông số 2 là dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Đó, về cái hương vị của sản phẩm sữa non ni đông thì cũng được các mẹ phản hồi là có hương vị nhạt mát và vị của sữa non thì nó khá giống với lại cái sữa non của mẹ. Do đó thì khi mà các mẹ kết hợp pha chung cùng với sữa công thức ấy, thì cũng không sợ làm thay đổi cái hương vị của sữa công thức, nên các bé rất dễ thích nghi và dễ dàng hợp tác, nên gần như là bé nào cũng có thể sử dụng được. Quan trọng hơn nữa là giá thành lại cực kỳ phải chăng, nên có thể nói đây nó chính là một cái sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo mà các ba mẹ có thể dành tặng cho bé yêu nhà mình. Thêm một sự lựa chọn tuyệt vời nữa mà các mẹ mong muốn tăng cường sức đề kháng cho con, đó chính là sữa non Good Health Colostrum. Đây ạ. Cái sản phẩm sữa non Good Health Colostrum là một cái sản phẩm chất lượng cao đến từ New Zealand và được chiết xuất từ cái giọt sữa non thuần khiết của bò mẹ và được lấy trong 24 giờ đầu sau sinh. Chính vì vậy mà nó có chứa hàm lượng cao các cái kháng thể là IgG này, IgA, IgM và đã được chứng minh đó chính là giúp tăng cường sức đề kháng và củng cố hệ miễn dịch một cách nhanh chóng. Do đó thì sản phẩm sẽ phù hợp đối với những trẻ mà cần phục hồi sức khỏe ngay sau khi ốm dậy. Tuy nhiên thì sản phẩm lại có một cái nhược điểm, đó chính là cái giá thành thì khá là cao và lại không khuyến khích dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, nên đây cũng chính là cái hạn chế của sản phẩm. Nếu như mà đối với lại cái sản phẩm sữa non ni đông đấy ạ, thì các mẹ có thể là duy trì này, sử dụng cho bé uống đều đặn mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng. Thì đối với cái sản phẩm sữa non Good Health này thì chúng ta sẽ dùng trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như là cái thể trạng của con là biếng ăn này, hấp thu kém, ốm yếu, nhẹ cân, hay là con hay mắc các cái bệnh về nhiễm khuẩn đường hô hấp đấy ạ, hay là suy giảm chức năng hệ miễn dịch. Đó thì lúc này sữa non Good Health nó sẽ là một cái sự lựa chọn có thể nói là vô cùng phù hợp. Nên tất nhiên là cũng sẽ tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế, tùy thuộc vào giá thành, tùy thuộc vào cái nhu cầu của mỗi trẻ mà các ba mẹ có thể đưa ra cái sự lựa chọn là lên cho con sử dụng sữa non ni đông hay là Good Health nhé. Bên cạnh những cái dòng sữa non ni đông hay là sữa non Good Health đấy ạ, thì Colot IgG 24 giờ cũng là một cái dòng sản phẩm sữa non ưu việt và được các mẹ Việt cho con sử dụng rất là nhiều. Colot IgG 24 giờ thì thuộc thương hiệu Vita Dairy và sản xuất tại Việt Nam các mẹ nhé. Và cái điểm khác biệt của sản phẩm sữa non Colot IgG 24 giờ này so với các cái dòng sản phẩm sữa non khác ở trên thị trường, đó chính là nó có nguồn sữa non được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được lấy trong 24 giờ đầu của bò mẹ sau sinh. Chính vì vậy mà nó sẽ có cái hàm lượng kháng thể IgG đấy ạ, nó cao hơn so với những cái dòng sữa non mà được lấy trong 72 giờ, để từ đó nó sẽ giúp tăng cường cái sức đề kháng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngoài ra thì cái sản phẩm sữa non này nó còn được bổ sung thêm cái hệ men vi sinh probiotic, thì nó chính là cái vi khuẩn có lợi đấy ạ. Thì khi mà vào đường ruột của trẻ thì nó sẽ giúp cho con là có được một cái đường ruột khỏe mạnh này, hỗ trợ về tiêu hóa và nó cũng hạn chế được cái tình trạng táo bón. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn được tăng cường canxi từ sữa, rất là dễ hấp thu. Đó thì nó chính là cái nguồn bổ sung canxi một cách tự nhiên, thì qua đó nó sẽ giúp củng cố xương vững chắc và tăng trưởng chiều cao cho trẻ, đặc biệt là ở những cái giai đoạn 5 tháng đầu đời. Và sản phẩm thì sẽ phù hợp đối với những trẻ có nhu cầu cần tăng cường sức đề kháng mỗi ngày, hoặc là trong một số trường hợp mà chúng ta cần hỗ trợ để phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Đó thì các mẹ có thể lựa chọn và tham khảo cho con. Trước đây thì sữa non còn chưa được nhiều mẹ biết đến, nhưng mà hiện nay thì những cái từ khóa về sữa non này lại được các mẹ quan tâm, tìm kiếm và cho con sử dụng rất là nhiều. Bằng chứng thì các mẹ có thể thấy là ở hầu hết những cái dòng sản phẩm sữa công thức cải tiến mới nhất hiện nay đấy ạ, thì nhà sản xuất đều có gia tăng và bổ sung thêm cái thành phần sữa non vào. Tuy nhiên không phải là cái sản phẩm sữa công thức nào cũng có thành phần sữa non. Chính vì vậy mà cái việc chúng ta kết hợp bổ sung thêm sữa non cô đặc như thế này cùng với lại sữa công thức là một cái sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo đó, mà các ba mẹ có thể là dành tặng cho con yêu. Tuy nhiên thì mỗi một dòng sản phẩm nó sẽ có những cái ưu điểm vượt trội riêng, nên sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu này, cái thể trạng cũng như là điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, thì các ba mẹ có thể lựa chọn cho con một cái dòng sản phẩm sữa non thích hợp. Hy vọng là từ những cái chia sẻ ở trên thì sẽ giúp cho các mẹ có thêm được những cái kiến thức cũng như là hiểu được cái tầm quan trọng của sữa non đối với trẻ nhỏ như thế nào. Và nếu như các mẹ có những cái băn khoăn hay là thắc mắc đấy, thì có thể vui lòng comment xuống phía dưới, bộ phận tư vấn sẽ hỗ trợ giải đáp cho các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những vlog tiếp theo nhé.